Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Một Chân. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay Phi đến thăm một cái hoàn cảnh của em gái Hồ Thị Mai. Thì em hiện tại là 25 tuổi, ở thôn Tư, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thì em là bị cháy, bị bỏng quý vị, cháy cơ thể của em cháy hết, rất là tội nghiệp. Thì có một đứa con cũng rất là nhỏ. Và sống trong cái căn nhà cũng rất là chật hẹp luôn. Đó, thì đây là cái căn nhà của em đây mọi người. Thì Phi cũng tìm hiểu và biết được cái hoàn cảnh của em. Thì hôm nay đến thăm cũng như là coi thử có giúp đỡ được gì cho em không. Quý vị cùng Phi đi vào bên trong để tìm hiểu cái hoàn cảnh của em như thế nào nha. Thì ở đây là đa số là người đồng bào dân tộc Ca Dông mọi người. Thuộc cái miền núi của tỉnh Quảng Nam. Từ nhà của Phi lên đây cũng khá là xa, một đoạn đường rất là dài. Đi hồi sáng giờ thì bây giờ tới nơi cũng đầu giờ chiều rồi. Ok, quý vị cùng Phi đi vào bên trong nha. Trời hôm nay nó lại mưa mọi người ơi. Dạ chào cô. Đây là em Mai mọi người ơi. Thì mọi người cũng đã thấy em Mai với cái hình hài nó bị biến dạng do cháy bỏng. Là hồi trước đó là em bị sao vậy? Em bị bỏng sân hả? À, bỏng sân như thế nào vậy, vậy cô? Cô là mẹ của Mai đúng không? Đi làm ai đó. Đi làm hả? Đi làm cái ngủ bằng đêm cái ngã cái kia. Thì canh xăng cái chỗ gần bếp thôi. Ngã giữa canh xăng hả? Gần bếp. Thế là trái luôn. Hồi đó là bỏng bao nhiêu phần trăm vậy cô? Học đi. Hả? Hả lệ em á. Mai ơi. Mai ăn gì ta? Ừ, hôm nay thì cũng được biết cái hoàn cảnh của em á. Anh cũng đến giúp cho em á. Nên em cũng đừng có buồn ha. Có gì rồi anh giúp đỡ cho nha. Hiện tại đây là con của bé phải không? Con của em Mai phải không? Con bé này con đầu của con bé Mai nữa. Hiện tại em được mấy đứa rồi cô? Bé này còn một đứa con. Có một đứa con hả? Một đứa con bé này là mấy tuổi rồi? Chưa, hơn 3 tuổi rồi. Hơn 3 tuổi, 4 rồi. Tuổi rồi. Gần 4 tuổi. Rồi là chồng của em đi làm ở đâu? Đi làm ở... Nhỏ ê lê. Đi làm ở đâu cô? Đi làm ở Trại Giang này. Đi làm có về không? Về chứ đi cỡ tháng về. Một tháng mới về lần hả? Rồi hai mẹ con ở nhà giờ đây? Hai mẹ con ở nhà cứ bình thường thôi. Dạ. Yeah. Em Mai là 25 tuổi đúng không? Đúng. Ui, mọi người thấy tay của em bị cháy này, tay rồi mặt. Rồi cháy cả người luôn hả? Cháy cả người, hai vợ chồng cũng đi hết. Hai vợ chồng cũng cháy luôn hả? Hai vợ chồng bị cháy hết luôn. Trời ơi. Sao cháy nặng dữ vậy hả? Hai tay đây không có. Chồng có bị nặng như vậy không? Hai tay đây không có. Cháy luôn hai tay luôn hả? Chồng á hả? Tay. Cái tay mà đi cũng đỡ sơ u hồi trước rồi không có ra chi. Hai trên lỗ đứa con không còn có xương không. Bị cháy lâu chưa cô? Bị cháy. Mấy năm rồi? Cũng lâu rồi. Cũng lâu rồi. Cái bữa con bé này còn hơn tuổi rồi đó. Hơn tuổi rồi, hơn tuổi là bé là bị, mà bây giờ là bé 5-6 tuổi rồi. Bây giờ đó em có làm được gì không? Hả? Có làm được cái chi? Không làm được gì hả? Tội chưa mọi người. Cố gắng nha, đừng có kêu có buồn nha. Có gì nói chuyện với anh đi. Buồn chi? Cái gì mà buồn? Có gì đâu, giờ nó cũng qua rồi thôi, cố gắng ha. Ôi tay quá, anh coi thế nào nè, tay sao cháy, tay cháy cả người luôn hả? Cháy. Chân có bị không? Cái chân bình thường, chỉ có cái tay với lại mặt thôi. Cái tay với mặt với lại thân chân là bị cháy hoàn toàn. Bên sau là không có. Sau lưng là không có hả? Không có. Trong là sau là có. Cháy rồi. Cái mặt của em là biến dạng luôn, rồi tay cũng biến dạng luôn. Cái lỗ tai còn không? Cũng không. Hai lỗ tai cũng mất luôn hả? Mất luôn. Mà hồi đó là cháy ban ngày ha, ban đêm vậy cô? Ban đêm. Cháy ban đêm hả? Đâu có hồi đó, đâu có ngờ được cái gì. Thằng đi trời mưa này. Là cháy trong nhà này là ở đâu?
Ở ngoài cái chỗ họ đi làm keo. Chỗ làm keo mà ban đêm mà ra ngoài đó hả? Bây giờ là ở trong cái căn nhà này đây hả cô? Nhà nhỏ này đó hả? Ở nhà đây thôi, có nhà mô con. Nhà đây rồi không có làm lại nhà mới, sao nhỏ xíu rồi sao ở? Chứ ai kiếm cây kiếm đồ, thằng nước rứa thôi tội. Thế nhà nước không hỗ trợ cho mình xây lại hả? Đâu có. Thôi cố gắng để lên giúp cho ít tiền. Rồi uống thuốc, ăn uống gì đó nha. Em giờ cũng có uống thuốc gì không? Lúc đau cũng uống. Hả? Giờ có hồi đau cũng uống chứ. Lúc nào đau là uống hả? À, trời chuyển là nó đau, là mình mua thuốc uống hả? Ôi tội chưa mọi người. Bây giờ là chồng của em là đi làm trên núi là một tháng mới về một lần. Rồi có thu nhập có ổn định không? Chẳng biết cái người đi làm cái hồi là lấy từ từ 300.000 ngày 200-300 ngày à? Đồng dâu lấy họ đi làm thuê cho cái người ổng mô đó cũng đi 4-5 người đi à, làm thuê cho người ta là một tháng mới về một lần ở trên núi kia trời. Rồi đứa con này là học lớp 1 hả? Lớp 1 rồi mọi người. Cô biết nộp tiền 500.000 thì có đỡ tiền mua nộp này. Thế tội nghiệp đứa đó. À, cô nói là nộp 500.000 để đi học nhưng mà giờ cũng không có tiền nộp hả? Không có. Cái gì giấy gì đây? Giấy khai sinh. Giấy khai sinh của bé Đinh Thị Hồ My. Sinh năm 2015 mọi người. À. Nghe ra đô tôi đi. Nhà ê, đây Hồ Thị Mai này là em sinh năm 1996. Người dân tộc Ca Dông hả? Ca Dông. Ở đây bà con ở đây có đông không cô? Đó, trong một làng này nè. Có chừng nay người mới hả? Có xíu mới hả? Cái thôn này ít người đúng không? Ít. Là cái lúc mà bị trái nhá là có đưa đi bệnh viện liền không cô? Có đưa đi chứ. Đưa đi liền hả? Đi bệnh viện Tâm Kỳ á. À, xuống bệnh viện Tâm Kỳ đó. Xuống nuôi ở đó. À, xuống đi đó lâu không? Được mấy tháng vậy đó? U lâu, bé này gần năm rồi đó. Gần năm. Ở với bệnh viện gần năm luôn. Em nằm trong phòng hồi sức 6 tháng. Nằm trong phòng hồi sức 6 tháng hả? Đó. Hai vợ chồng đâu nằm đó cơ. Cái thằng con của cô á, chạy về cũng sợ quá. Hai lưng này, cái nhà lưng này không có ra được cái gì. Con của cô hả? Đúng. Lúc đó là con của cô là bị nhẹ hơn hả? Mà không nhẹ mà cũng nặng hơn. Mà bé này mà đi đè nặng này. À. Đi Đà Nẵng cứ nằm chép bẹp miết. Bé là phải đi Đà Nẵng, còn con trai của cô là chạy về đây. Chạy về, cũng tự chạy về đó, à, có cho về đâu. Ui, tay chân cò thì đâu có đi được. Thầy thấy cũng sợ ấy. Cứ là cả ngày cả đêm con ơi. Từ kiếm thuốc mang đó sức náo nước chè nước kia đó. Mà sao không ở bệnh viện điều trị mà về? Chẳng biết, cái tháng đêm sợ quá à. Không lạnh chi trơn mà chạy về, cứ chạy về theo. Con trai của cô là mấy tuổi? Ừ? Con trai cô, chồng của bé Mai là mấy tuổi? Sinh... Hả? Cùng tuổi hả? Sinh năm 96 luôn hả? À, cùng tuổi. Hồi đó là bé Mai là bị nặng là phải đưa ra Đà Nẵng. Ừ. Còn chồng đó là trốn viện về. Thằng này chắc đang lẽ cũng đi luôn với con bé này nè. Không chịu chạy đi. Về trước rồi. Không chịu đi, trốn viện về. Rồi về là rồi tự chữa luôn hả? Tự chữa rồi bây giờ đỡ chưa? Chưa đỡ đó, đi làm. Cũng đi làm được rồi hả? Mà tay chân có bị cháy như thế nào không cô? Mà cháy nó cũng đỡ rồi. À, coi như ở nhà là từ mình nấu nước, nấu đồ. Đi qua bên kia họ lấy cái vải kia là họ bàn là ri này mà. Dạ. Đã ăn co luôn. Co luôn của bàn tay luôn hả? Đúng rồi. Vậy sao làm được? Đâu có làm được, thằng cha thầy không. À. Thằng cha con của cô là không. À, là bé Mai là bị nặng hơn, cái tay này nặng hơn, là bó cái tay lại đúng không? À, bó cái tay này phải rửa đó. Bó mà nếu đừng có bó, nó cũng bình thường như con trả đó. Cái con này tội nghiệp nhất với cái tay này, hai tay. Thằng rồi, hồi hồi đó có ai giúp đỡ cho mình không? Cái hồi đang bị đó hả? Dạ. Hồi đang bị cho cũng có chứ, kêu mẹ cha ở trong núi về mà. À. Giờ mẹ cha trong rừng chứ ai, chờ mình cô xuống dưới kia thì giữ cho thằng con, chị của con Ni nè. Chị của con bé Ni đem giữ con bé Ni. Nhà cha mẹ của em là ở đâu? Ở gần đây không? Ở bên kia có Sơn, mất rồi, ông già mất rồi. À.
Ba quen là mất rồi. Ba mẹ mất hết trơn rồi. Trời ơi. Ba mẹ em mất thôi, em còn học lớp 6. Ba mẹ mất đó. Từ em học lớp 6 là ba mẹ mất rồi. Dạ. À, tội chứ. Cái ông già còn mới mất. Được con bé này rồi nè. Dạ. Được con bé này rồi mới mất. Cái bà già mất trước rồi. Hồi con bé này còn học. Dạ. Sao đi học trễ vậy? Chiều tối rồi mà đi học gì nữa? 2 giờ vô lớp. 2 giờ là vô lớp hả? À, học tới chiều là về. Ở đâu về ăn chưa không? Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Cái gì? Cái bao gì đây? Bỏ giấy. Bỏ giấy. À, bỏ cái giấy ra nộp cho cô hả? Học có giỏi không con? Hả? Có sách vở học chưa? Có rồi hả? Học lớp 1 đúng không? Bây giờ thiếu thiếu tiền nộp cho cô là 500 ngàn. Cô nói nộp mà không có tiền nộp hả? Rồi ăn uống rồi có thế đủ không? Ăn mì gói miếng hả? Sao tội vậy trời? Có lúa để ăn không? Không. Đó, cánh đồng rứa đó làm chi có lúa ăn. Ở đây không có lúa ăn hả cô? Đó, không có. À, đó cả làng luôn hả? Nước cũng không có uống ở đây. À, nước cũng không có uống hả? Ủa, ở đây cũng có nước hả cô? Không có nước, chờ mấy mưa mấy bữa này nè. Hứng nước mưa uống hả? À, đừng có nồi nước mưa vậy. Rồi mình, ví dụ trời mà khô hạn là không có nước mưa thì mình uống cái nước gì? Chẳng móc móc uống nữa đâu. À, trong làng này là cho hộ nghèo hết hả? Đừng có, đừng có ra dưới đó con. Trời ơi, ở đây sao khổ vậy hả? Em còn bao nhiêu riêng chứ tóc mà cho. Hả? Em hoàn cảnh như đây chưa chắc họ cho. Em hoàn cảnh như đây là chưa chắc họ cho hả? Họ cho hồ nghèo hả? Chắc họ cho thực ăn rồi cô, nhưng cô nè, cô mình cô không có ai mà kiếm đồng tiền. Ủa như vậy là hàng tháng mình có được hỗ trợ gạo không? Không có. Không có hả? Rồi mình ăn không có, có lúa gạo ăn mà mình ăn cái gì? Thì lúa nào mà có thì về mình cho ăn để đi làm có tiền. À, người không có người đi làm thì thôi. Ai mà kêu đi làm là có tiền ăn. Còn không họ không kêu đi làm là mình ở nhà là cũng đói hả? Cũng đói, kiếm ăn tầm bậy tầm bạ. Lượm trảo rồi đồ tầm bậy là có củi có chi đổi. Trời ơi, ở đây là đa số là người dân ở đây là đều khổ hết không? Ở đây đều hết. Nhưng mà có hoàn cảnh của em Mai. À, mùa mưa là không có chỗ ở. À, mùa mưa là phải che tấm bạc ướt hết hả? Quý vị cũng đã thấy. Hết trong chỗ mưa trong cái làng này của mình là được bao nhiêu hộ dân vậy cô? Ở đây 10 hộ. 10 hả? 2 hộ. 10 hộ hả? Đứa con hết. Ở đây có 10 hộ dân đó hả? À. Ở đây nè, trong trong đây đứa con hết. Còn có người khác, nhà khác bên kia rồi. Con của cô, của cô hết hả? Ừ. Ủa trong này là con của cô hết. Cô chị là cũng con luôn hả? Đó, còn bé, còn thứ tư đó. Thì ra là vậy, là cô là quanh quanh ở đây là con của cô hết. Ừ. Cô có mấy người con? 12 đứa. 12 đứa. Trời ơi, đông dữ vậy hả? 11 đứa hả? 11 đứa mà trong làng này là hết 10 người rồi. Hai đứa lấy chồng xa xưa rồi đó. À, còn quanh quanh ở đây hết. Ở đây cũng rất là khó khăn. À, đi qua cái làng kia họ nói đi xóm nghèo. Rồi, bây giờ như vậy nè, trong chỗ đó, chỗ này á, những người con của cô ở quanh đây là tổng gần đây là 7 người đúng không? Hả? Hơn 10 chứ. Mấy người cô đáng là thêm mấy người? 9 người, ở đây 9 người. 9 người. Mà ra riêng đi cho được, đi làm khác là 2 người. Đó. 11 người. Gần đây là 9 người đúng không? Ừ. Là tính luôn như em luôn đó hả? Phải không? Tính luôn. À, tính luôn là 9, đúng không? Rồi. 9 là cho là cũng được mười mấy con cháu là chắc cũng đông lắm thì đông. À, bây giờ cô có nhớ hết không? Sao 4-5 đứa gia đình mà 2 đứa. À. Ba đứa có
Rồi bây giờ cô gọi mọi người hay tới đây hát được không, để con gửi cho mọi người ít tiền được không? Đặt ra ở Nam Liên, ra là có ôm âm ôm là có, ra bằng giờ bắt sau bằng bắt hai ở giờ với hai không? Rồi kêu hát tới đây rồi con gửi cho mỗi người con của cô ít tiền để họ mua gạo ăn ha. Dạ. Ừ. Chờ anh hai chị, chị anh hai về, chị anh hai về. Rồi ok thì Phi hôm nay tới giúp cho em Mai, nhưng mà thấy những người anh người chị của Mai ở đây cũng rất là khó khăn đúng không? Thì em cũng xin thay mặt các nhà hảo tâm đó, thì gửi cho anh chị một ít quà để mua gạo, mua mắm, mua muối ăn ha. Bây giờ là tính là có 9 anh em đúng không? Kể luôn với Mai là 9 người đúng không? Rồi em gửi cho mỗi người 500 ha, mua gạo ăn ha. À, đây thì cũng đã tập trung đầy đủ rồi mọi người. Đây bây giờ việc phát ha. Rồi anh là con mấy? Thứ ba hả? Anh. Rồi chị. Rồi anh. Rồi. Cô này. Cô này đó mẹ, thế mẹ đó. Em ăn nè. Cô này là cô này là em út nè hả? Đây là mẹ em đi ăn đi rồi. À mẹ nó đi rồi, giờ nó nhận hộ đúng không? Rồi ok. Tới tới chị. Tới cô. 2 4 6 8 là 4 triệu rồi đúng không? 1 2 3 4 5 6 còn 6 triệu là hỗ trợ cho Mai nha. Nè, đó đó. Đây, em Mai rất là tội nghiệp mọi người. Thì cái số tiền này là em giữ đó rồi để dành mua thuốc uống, rồi ăn uống gì đó ha, được tiền học cho con ha. Rồi, mọi người có vui không? Vui. Ở đây là bà con ở đây là không có nước dùng. Trời mưa là phải hứng nước mưa, đúng không? Là mình chủ yếu là mình đi làm trên núi đây nè hả? Dạ, làm trên núi. Ờ. Mùa mưa đi làm keo còn không đường mà xe đâu có vô được. À. Thế rồi mùa mưa là ở nhà biết hả? Dạ, dạ. Còn mùa nắng là lấy nước ở đâu hả? Mùa nắng là chỉ là mình uống á là mình đi sáng tập bơi. Dạ. Đi chở là vô trong suối nó chở hay sao? Vô trong suối. À, còn mưa là mình hứng nước mình uống. À, mình ở đây mình khoan cái giếng là cũng đấy, không được hả? Còn khoan trong giếng mình hố. Nước giếng mình khoan cỡ bao nhiêu mét? Ở đây cỡ 2-3 mét hả? Lỡ sung cỡ 10 mét, nếu mà khoan được 10 mét là cây nước. À, khoan 10 mét là cây nước hả? Dạ, cho mình khoan một cái đi. Để cắt đi sao? Hả? Để sao? Để có tiền thì khoan. Thôi có tiền thì khoan. Dạ. Ở đây là không có cái giếng khoan nữa hả? Dạ. Hôm nay thì chắc ủng hộ cho anh em ở đây một cái giếng để dùng thì chắc cũng ok hả? Rồi vậy thôi thì hôm nay cũng thay mặt các nhà hảo tâm ủng hộ cho mấy anh chị ở đây với lại bé Mai là tổng số tiền là 10 triệu đồng. 10 triệu trong đó là có 1 triệu của gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ, 1 triệu của nhóm tình thương Minh Thương ở bên Mỹ, 1 triệu của chị Minh Tâm ở bên Úc, 1 triệu của một anh giấu tên ở bên Mỹ, 1 triệu của cô Hương quê ở Bến Tre sống ở bên Mỹ, 1 triệu của anh Duy ở bên Mỹ, 1 triệu của cô giấu tên ở Anh Quốc, 1 triệu của anh Dũng Trần, 1 triệu của chị Mai Lan Trần ở bên Mỹ và 1 triệu của dì Năm ở Sydney bên Úc. Đó thì số tiền này cũng giúp cho mọi người mua ít gạo, ít mắm muối ăn ha.
Dạ là cảm ơn. Dạ. Dạ là cảm ơn dạ. Nhiều. À, bữa nay Lan thì cũng gấp quá nên không có biết là mới đầu tưởng Lan là giúp cho Mai nhưng mà thấy anh chị ở đây cũng khó khăn quá. Với lại cũng chưa có chuẩn bị kịp mua mấy ít bánh với kẹo cho mấy cháu nó ăn á. À, có gì mà bữa sau Lan là mua bánh kẹo cho mấy cháu nha. Cảm ơn. Vì cô tới 12 người con luôn. Chắc cô là đông đông con nhất ở đây hả? Là xóm đây là ba mẹ. À. 12 người con luôn, là cháu chắc cũng nhiều lắm mày. Cháu là bao nhiêu người cô nhớ không? Là nhà có con, có cháu hết, rồi mấy đứa con cháu. Cháu là bao nhiêu người cô có nhớ không? Ừ, cô nhớ được nhà 5 người, nhà 4 người, nhà hai gia đình 15 cũng có. Cháu cũng có tâm người này, dầu dầu cả tâm người này. Ba bốn chục hả? Thì mỗi 12 người con, người mỗi người ba bốn đứa. Nhà này 7 đứa, nhà kia 8 đứa, nhà cũng... này là 9 đứa. Trời cũng đông chứ, chứ cũng gần cái tâm rồi chứ. Có nhà 5 đứa, có nhà 4 đứa, nhà 3 đứa. Nhà 5 đứa đây. Chứ không mới gọi là cái xóm này là xóm nghèo. Xóm nghèo hả? À. Trời ơi, à, cô 12 người con. Rất là nhiều con luôn. Một cái gia tài rất là lớn đó. À. Rồi à, nhà nhỏ 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 như thế hả? Không có xây được hả? Không. Ở đây chắc trời nó lạnh, nó cũng lạnh dữ lắm hả? Dạ, con mua đi là ăn nóng không? Nóng. Còn mua lụt thì ăn lạnh. À, trời lạnh là nó lạnh dữ lắm hả? Dạ. Mai ơi, ở đây em. Rồi thôi cố gắng nha. Ê, kệ, bây giờ mình như vậy rồi mình cố gắng mình nói thôi. Bây giờ cũng đừng có nghĩ gì cho buồn ha. Nha. Ừ, đó là tội. Ok, thì hôm nay cũng lên thăm Mai cũng như là giúp đỡ cho mấy anh chị của Mai luôn. À, thì Phi cũng thay mặt cho đại gia đình ở đây gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho những hoàn cảnh ở đây. À, Phi cũng xin mến chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Rồi, xin mến chào và hẹn gặp lại nha. Rồi, ok. Rồi.